Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt nóng ở thành phố Porosh. Ukraine cáo buộc Nga tấn công tên lửa vào học viện quân sự và bệnh viện ở miền trung Ukraine gây ra thương vong lớn. Tổng thống Zelensky nói về kế hoạch của quân Ukraine ở Kursk, Nga. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay ác liệt ở vùng Porosh. Hàng loạt quan chức cấp cao Ukraine bị sa thải sau thất bại quân sự. Mỹ sắp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng gian với gần 200 cuộc giao tranh trên khắp chiến tuyến. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có 197 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến trong ngày 3 tháng 9, trong đó tình hình căng thẳng nhất vẫn ở hướng thành phố Poros, tỉnh Donetsk. Tại thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv, lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi 23 cuộc tấn công của quân Nga. Ở thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga phát động 18 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine trong 24 giờ qua. Thành phố Torez Donetsk chứng kiến 18 cuộc giao tranh trong ngày. Thành phố Poros, Donetsk là nơi chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ lớn nhất trong ngày 3 tháng 9 lực lượng phòng thủ Ukraine đẩy lùi 56 cuộc tấn công của đối phương tại khu vực này, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Trong ngày, Ukraine đẩy lùi 39 cuộc tấn công của Nga tại thành phố Kurakhovi, Donetsk, làng Dremika, Donetsk, ngày qua cũng đã chứng kiến 21 cuộc tấn công của quân Nga. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói rằng Nga vào ngày 3 tháng 9 tấn công một học viện quân sự và một bệnh viện ở miền trung Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo, khiến 51 người thiệt mạng và 217 người bị thương. Ông Zelensky cho biết các tên lửa Nga đã phá hủy một phần của một tòa nhà tại Học viện Truyền thông quân sự Poltava tại thành phố Poltava, tỉnh Poltava và gây hư hại cho cơ sở y tế gần đó. Nhiều người vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục tại địa điểm xảy ra vụ tấn công. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kharkiv, ông Oleg Sinehobov nói rằng có một người phụ nữ thiệt mạng và hai người bị thương trong cuộc không kích của Nga vào làng biên giới Makarovi, Kharkiv. Vào tối qua, Nga pháo kích vào thành phố Hulapoli, tỉnh Japorizhia, làm một người bị thương. Người đứng đầu chính quyền quân sự Japorizhia, ông Ivan Fedorov viết trên nền tảng Telegram. Bộ Chỉ huy tác chiến phương Bắc của Ukraine đưa tin quân đội Nga bắn 86 phát bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào khu vực biên giới của các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv, gây ra tổng cộng 281 vụ nổ trong đêm qua. Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Nga tấn công bằng máy bay không người lái UAV, pháo binh, súng cối, hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Trả lời phỏng vấn vừa qua, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có kế hoạch chiếm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở tỉnh Kursk, Nga nhằm buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky mô tả hoạt động của lực lượng Ukraine ở Kursk là một trong những giai đoạn chấm dứt chiến sự, nói rằng hoạt động này liên quan Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình thứ hai của Ukraine. Chúng tôi không cần lãnh thổ của Nga, Hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đang bắt lính Nga để đổi lấy lính Ukraine và thái độ đối với các vùng lãnh thổ cũng vậy. Chúng tôi không cần đất đai của họ. Ông Zelensky nói về các khu vực mà Kiev đã kiểm soát ở Kursk. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng chiến dịch ở Kursk là một phần trong kế hoạch chiến thắng mà ông muốn trình với Mỹ vào tháng 9. Ông Zelensky từ chối bình luận về khả năng quân đội Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Nga hiện chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Trong khi đó, Nga tiếp tục tiến công trên nhiều mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng vũ trang Nga trong ngày qua đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine và 37 UAV của đối phương. Theo đó, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tấn công ba lữ đoàn Ukraine tại Kharkiv, khiến đối phương tổn thất 150 binh sĩ, một xe tăng, một thiết giáp, ba xe cơ giới và một bệ phóng tên lửa Grad nhóm tác chiến phía nam của Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, khiến Ukraine thiệt hại 710 binh sĩ, 6 xe cơ giới, một khẩu pháo tự hành Paladin, một khẩu lựu pháo M777, một khẩu pháo tự hành Akashia, 5 kho đạn dược và một hệ thống tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm chiến đấu trung tâm của Nga tấn công nhân lực và trang thiết bị của 5 lữ đoàn quân đội Ukraine tại Donetsk thiệt hại của Ukraine tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm kiểm soát là 490 binh sĩ, 4 xe thiết giáp, 3 xe bán tải, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin và 1 khẩu pháo D30. Nhóm chiến đấu phía đông của Nga ngày qua di chuyển đến các vị trí có lợi hơn và đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine. Tương tự, nhóm tác chiến phía tây của Nga đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine, đánh bại 450 binh sĩ cùng nhiều loại vũ khí khí tài của đối phương. Nhóm chiến đấu Dnipro của Nga cũng hạ 60 binh sĩ Ukraine trong ngày qua. Máy bay phản lực Nga ngày qua tấn công vào kho dự trữ của Ukraine tại 15 khu định cư ở tỉnh Sumy, Ukraine, giáp biên giới với tỉnh Kursk. Tại tỉnh Bengorod, Nga, giáp biên giới Ukraine, tỉnh trưởng Vyacheslav Glakot nói rằng quân đội Ukraine tấn công 6 khu vực của tỉnh này bằng 25 UAV trong ngày 3 tháng 9. Các cuộc tấn công khiến một số cơ sở hạ tầng bị hư hại. Tại tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 400 binh sĩ, 12 xe bọc thép trong ngày qua. Trong ngày, các đơn vị của cụm tác chiến phía Bắc đẩy lùi 5 đợt tấn công của các nhóm tấn công Ukraine về phía Boki, Majeka, Kamiseka và Chekaskoi, Porenoi. Quân đội Nga cũng ngăn chặn nỗ lực tấn công ở hướng Kamoroka, Korenevo và Ogoka. Theo bộ này, tổng số binh sĩ Ukraine thiệt hại kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk là hơn 9.300 quân nhân. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa qua đã khởi động một cuộc thanh lọc cấp cao, sa thải phó giám tránh văn phòng và chấp nhận đơn từ chức của ba bộ trưởng cùng một phó thủ tướng. Rostislav Suma, phó tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, đã bị sa thải vào ngày 4 tháng 9. Theo một xác lệnh được đăng trên trang web của văn phòng Tổng thống, Tuy nhiên, không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho việc này. Ngay sau đó trên Facebook, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu Olga Stefanistia, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Alexan Kamysin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Denis Malusky và Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Ruslan Chiles đều đã nộp đơn từ chức. Ngoài ra, ông Zelensky còn đang xem xét việc sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba và một số quan chức khác theo các nguồn tin ẩn danh từ truyền thông Ukraine. Từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào năm 2022, ông Zelensky đã thường xuyên thay đổi các quan chức quân sự và chính trị cấp cao. Đầu năm 2024, ông đã sa thải cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Jaloni sau khi Ukraine tổn thất nặng nề với khoảng 160.000 người trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, theo thông tin từ phía Nga. Tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Danikov cũng bị sa thải vì bị cáo buộc có liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng, điều được cho là đã cản trở cuộc phản công. Gần đây, Tổng thống Ukraine cũng sa thải một số quan chức cấp cao mà tờ Washington Post mô tả là những người cải cách có mối quan hệ thân cận với Washington. Những cuộc thanh lọc này thường diễn ra sau khi quân đội Ukraine gặp tổn thất lớn trên chiến trường. Trước khi các quan chức bị sa thải vào ngày 4 tháng 9, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã bị chặn lại, với tổn thất hơn 9.300 binh sĩ và gần 750 xe bọc thép, theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga. Việc quân đội Ukraine phải chuyển lực lượng kinh nghiệm nhất để hỗ trợ cuộc tấn công đang gặp khó khăn ở Kursk đã giúp quân đội Nga đạt được những bước tiến nhanh chóng ở Donbass. Hiện tại, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là Poros đang nằm trong tầm với của quân đội Moscow. Theo báo cáo của Financial Times, chính binh lính, nhà lập pháp và các nhà phân tích quân sự của Ukraine đang đổ lỗi cho Zelensky về tình hình ngày càng xấu đi ở Donbass. Mỹ sắp phê duyệt lô hàng tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, bất chấp những cảnh báo liên tục từ Moscow. Các loại vũ khí, trong đó có tên lửa không đối đất tầm xa, có thể sẽ được tích hợp vào máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế. Việc đưa gói tên lửa không đối đất tầm xa GASSM vào gói vũ khí mới cho Kiev dự kiến sẽ được công khai vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng các cuộc thảo luận về tên lửa vẫn đang diễn ra và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Việc chuyển giao vũ khí thực tế có thể mất vài tháng vì chính quyền Mỹ sẽ cần phải giải quyết các chi tiết kỹ thuật của động thái này được Lockheed Martin phát triển, GASSM có thể cho phép quân đội Kiev tấn công các mục tiêu cách biên giới Nga khoảng 300 km hoặc lên đến 500 km đối với một phiên bản tầm xa hơn và độc quyền. Một nguồn tin cho biết, cũng có những nỗ lực để làm cho tên lửa tương thích với các máy bay chiến đấu không phải của phương Tây trong kho vũ khí hiện đại của Ukraine, vì cho đến nay, nước này mới chỉ nhận được lô F-16 đầu tiên trong nhiều tháng kiev đã yêu cầu phương tây mở rộng phạm vi ukraine được phép tấn công và cho phép sử dụng vũ khí của phương tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước nga bình luận về danh sách mong muốn của kiev về các mục tiêu của nga đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov tuyên bố mỹ sẽ không thể ngồi yên bên kia đại dương nếu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc ukraine sử dụng tên lửa của mình và rằng tất cả các thiết bị do phương tây cung cấp chắc chắn sẽ bị phá hủy đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại